Hey, xin chào Lộc, xin chào ông bà cô chú anh chị em nha. Một ngày mới vui vẻ, Lộc kính gửi hết tất cả một ngày tốt lành nha. Thì những ngày lễ tới thiệt là nôn nao, thiệt là vui vẻ lắm đó, rất là vui. Thì mỗi ngày cũng như bình thường, cũng đi Lộc cũng đi làm bình thường, không có gì thay đổi cả. Thì lễ này thì có chút xíu thay đổi vào những ngày lễ là Lộc sẽ đi qua bên Texas, về sẽ đi ngang qua thăm bạn bè, thăm ba, chủ yếu Lộc đi là để đi thăm ba, rồi coi ba sức khỏe như thế nào. Ở bên hiện giờ ba đi vào bên nhà em du lịch chơi ở bên đó và 3 tuần, 1-2 tháng gì đó, rồi xong rồi về lại đó. Thì sẵn đây ở bên đây thì từ đây chỗ Lộc qua đó thì cũng gần, cho nên chạy qua nó gần hơn là đi về Cali. Cali rất là xa đó, cho nên Lộc lái xe qua cho chừng nửa tiếng thôi, chừng 300 mấy 400 cây số mai thôi nó là tới tới chỗ đó. Cho nên Lộc định lễ này Thanksgiving, lễ tạ ơn, Lộc đi chạy xe với thắm rồi này kia qua thăm ba coi như thế nào. Thì sắp tới rồi thì Lộc cũng chúc cho tất cả ngày những dòng mùa lễ này vui vẻ nha. Thì đó, thì Lộc cũng đang đi làm, thì đang chờ, đang trong lúc chờ để lấy hàng. Thì Lộc cũng thấy anh Quỳnh có coi những cái clip anh Quỳnh làm DoorDash, làm không biết làm sao mà đi làm rất là ít tiền. Có lẽ là tại chắc chưa quen, chưa có kinh nghiệm, cho nên làm hơi bị lận thận lòng cộng ha. Với lại những cái phức tạp về cái app của mình á, chưa hiểu rõ về cái lực của DoorDash, cho nên hơi lộng cộng một chút xíu. Đi theo tương tự cho trong đó thì rất là dễ, không có gì, đi mình làm quen rồi thì cũng dễ, ai cũng vậy thôi ha. Công việc của mình làm quen thì thấy nó dễ lắm đó, nhưng mà bắt buộc mình phải hiểu biết một chút xíu tiếng Anh để mình coi cái app nó nói cái gì, hay là khách hàng nói cái gì đó, thì thấy cũng mắc cười. Đây chị Hương với lại anh Phật lái xe đi, mình đi có 6 đồng mấy rồi đi 2 tiếng được bao nhiêu tiền này kia. Thì cũng tùy theo lúc, cũng tùy theo lúc thôi. Nhiều khi 2 tiếng Lộc đi 40, 50, 2 tiếng thì Lộc đi 70, nhiều khi tùy lúc thôi, nhiều khi đi 30, 2 tiếng trung bình là 30-40 đồng, 40 mấy đồng là trung bình, khoảng coi thường thường thì 40-40 mấy đó. Thì nhiều người đi tùy theo lúc, tùy theo cái mà mình quen biết với lại cái công việc của mình làm á, cái nào mình nhận hàng, cái nào mình không nhận, cho nên mình đi rất là nhiều tiền hơn là những người mới làm, mới tập tành làm thì nó hơi làm cộng khó hiểu, chứ là bị mất điểm, cho nên rất là khó, điểm nó không được cao cho nên rất là khó đó. Thì cho nên thì nếu được thì anh Quỳnh cứ gọi cho Lộc, thì Lộc sẽ hướng dẫn thêm một chút xíu về DoorDash, hay là bất cứ người nào trên cộng đồng mạng của mình, ai đang làm tập tành làm, hay là bắt đầu muốn làm, hay là chuẩn bị làm gì đó, hay là đang làm chưa quen thuộc về cái app, chưa thuộc về cái dụ đi DoorDash này, đi giao hàng cho người ta, lấy từ nhà hàng này đem về nhà, hay là từ nhà hàng này qua nhà hàng khác, thí dụ như vậy đó, thì cứ gọi cho Lộc. Thì có thắc mắc gì thì gọi cho Lộc, Lộc sẽ giải thích cho tường tận hơn. Rồi về cái điểm là một, về tiền bạc như thế nào, làm sao mà nhận được tiền này kia, thì đó, thì cứ gọi cho Lộc. Thì nếu mà khi mà đã đi rồi thì chắc có lẽ là đã hiểu biết về nhận tiền như thế nào, từ đó đã sẽ gửi thẳng vào nhà băng của mình, thí dụ như vậy, vào tài khoản của mình đó. Đó thì cái đó là trường tự tự là phải có, trước tiên phải có email này kia để nó liên lạc số phone, tránh là một cái một để liên lạc với mình bằng email hoặc là bằng điện thoại, ở trong có trong cái số nhà băng để nó liên lạc bằng một cái điện thoại thôi, một cái số phone, một cái email thôi, chứ không có lòng xộm được nha. Lòng xộm không biết ai là ai đâu, chỉ có một cái email, một cái điện thoại, một số thôi đó, cho nên nó mới biết mình là ai. Thì với lại nó, mình khi mình đăng nhập vào cái DoorDash á, thì nó chỉ biết nhận diện được cái đó thôi, ngoài ra thì nó không biết bất cứ số nào khác. Mình cho dù lấy điện thoại khác mình gọi, nó cũng không biết mình là ai nữa, nên nó không có nhận điện thoại, nó sẽ đá mình ra. Rất là hiếm thấy nó nhận điện thoại về cái người điện thoại khác gọi vô, nó không có nhận đâu, tại vì một ngày nó rất là bận, bao nhiêu người gọi vào nó để giải thích tường tận này kia, rồi hàng quá người ta đi trễ hay là sao gì đó, rất là bận lắm. Cho nên
cho nên hiếm lắm. Cho nên thì có ai cứ như Lộc đã nói, cứ nếu mà ai muốn hiểu biết tham khảo thêm thì cứ gọi cho Lộc, Lộc lúc nào cũng sẵn sàng giải thích thêm cho tất cả được hiểu biết. Và ai muốn hiểu biết về kinh nghiệm như thế nào thì Lộc sẽ giải thích cho miễn phí hết. Mình là cộng đồng mạng thì giúp mình giúp qua giúp lại mọi người thì cuộc sống sẽ vui vẻ hơn. Mình giúp người này mai mốt người ta giúp lại mình. Bất cứ cái gì mình muốn tìm hiểu và học hỏi thêm thì mình cứ học hỏi và làm cho cuộc sống mình làm như thế nào để cho cuộc sống mình nó thoải mái, công ăn việc làm mình nó suôn sẻ, thì cái đó là những điều hay mình chia sẻ với nhau. Mình sống lẫn chia sẻ mà cùng chung mà kiếm tiền. Tiền là tiền mình bỏ công bỏ sức, mồ hôi của mình ra mình đi làm, mình kiếm tiền thì mình chia sẻ với nhau. Ai cũng muốn sống tốt, ai cũng muốn sống một cách có cuộc sống bình đẳng hơn, vui vẻ hơn, bình dân nó thoải mái, cho cuộc sống tâm thần tinh thần nó được nhẹ nhàng, chứ không có bị áp lực nhiều bởi cuộc sống của mình rồi. Cho nên mình không muốn về vì lý do như vậy mà cuộc sống mình thêm áp lực. Cho nên mình chia sẻ với nhau và cùng chung mà sống cho cái thế giới này nó được thêm lành mạnh, tốt đẹp hơn nhá. Rồi một chút xíu để như nhắc nhở cho anh Quỳnh hay là bất cứ người nào muốn làm cứ gọi cho Lộc nhé. Rồi đó, thì để tiếp tục chương trình nha. Bây giờ xăng bên này đó, có chỗ xăng thì nó thấp hơn, chỗ này là 2.79, có chỗ là 2.75, 2.73, 71, có chỗ rẻ hơn nữa. Rồi bây giờ xăng trung bình bên này là dưới 3 đồng, 3 đồng, 2.70 và 2.80 là cao lắm rồi đó nhé. Xăng bên đây rồi bây giờ là vậy. Dầu thì cũng có 4.50 thôi. Mình chút xíu mình ngồi quay như vậy. Bây giờ Lộc đang vào đây đi chờ lấy hàng, thì sẵn làm một chút xíu clip để nói về cuộc sống ở đây thôi nha. Vô lấy đồ đó thì trước mặt Lộc á thì nó cái cũng có một tiệm nail làm cũng đông khách lắm nha, là làm suốt luôn từng 7 ngày luôn rồi sao đó, làm rất là đông khách, rất là đông khách. Mấy tiệm ở đây tiền thiếp rất là cao luôn đó, thiếp ngày là 50-60 á, một ngày đó 20-30, 50-70, 20-30 là coi như là thấp lắm rồi, trung bình lắm rồi đó. Ở đây là thiếp là 20-30 là coi như là rất là trung bình rồi đó. Thiếp là mỗi ngày cho nên tiền thiếp không á cũng đủ sống á. Ở đây rồi đó, thì Thấm làm ở sau lưng cái building này, cái bên ngoài sau này. Ra ngoài sau lưng bán đi qua bên cái cua đó, quẹo phải đó là Thấm làm mấy bên đó. Nó Lộc chạy ngang đây mà chứ không giờ nào ở đây vòng vòng đây đi bộ tới mà Lộc không bao giờ nào ghé Thấm hết, trời chỗ đó chỗ Thấm làm cho nên không muốn đi vô đi ra nhiều. Rồi trước mặt thì Starbucks, tiệm làm răng, chỗ làm răng đó, thì vòng vòng đây là rất là nhiều tiệm. Tại mấy con đường này là con đường chánh của thành phố này, là một đường dài đó, là con đường chánh, là khu này là coi như là dân giàu đó. Khu này cái zip code ở đây là dân giàu ở đa số đó. Nhưng mà ít người da màu ở đây lắm, chỉ có màu trắng thì có, chứ mà mấy màu kia thì hiếm lắm. Màu kia có nhưng mà hiếm lắm, rất ít hơn những chỗ khác rất là nhiều đó. Đây là màu da trắng rất là đông luôn á đó. Đây trong cơ khu vực Lộc ở đó, rất là nhiều rồi đó. Cho nên cũng có hơi chia sẻ ra hai phần này đó, cho nên cũng hơi cũng có nhiều cái khó nói lắm, cho nên mình không có bàn tới cái điểm này nhé. Thì cuộc sống đây đang vậy đó, đơn giản, không có màu, không có ai, không có gì, không thấy đâu có người nào đi bộ, đâu có người nào mà đu sô bu đâu, lái xe chạy giờ là trai tru đi vòng đó là pick up hết, là một vô tiệm ăn hay là chứ không thấy ai mà đi bộ mà. Đi chợ búa mà đi bộ đâu, không có, hiếm lắm. Đây tại vì người ta ở xa ở trong rừng núi mà đó thì chút đỉnh như vậy nha, để tiếp tục chương trình. Ơi cái màn hình nãy giờ nó zoom lại mình đâu biết đâu. Mình không để ý luôn, mình zoom hồi nào mình không ấy luôn, không nhớ luôn nữa. Rồi thôi thì để tiếp tục chương trình, có gì để quay thêm không nha. Giờ mình vào mình lấy coi nó nãy giờ nó chờ nó xong chưa, giờ mình lấy ra đó. Thì ở đây sẵn đây Lộc quay luôn một chút xíu đường phố ở đây, một cái chỗ thương mại, người ta làm việc ở đây ha. Người ta mua bán toàn là tiệm mua bán, chứ không có công ty, không có cái khu này, nó không có công ty, nó không có điện tử, nó không có công ty, những cái công ty điện tử, hãng điện tử này kia không có.
những cái hãng này hãng nọ thì hiếm lắm, chú nào những có. Chỉ có Lộc chỉ thấy là những cái chợ búa nè, những tiệm ăn nè, mà không biết rồi, nhưng mà tại vì cũng có người đi làm mà, những người đi làm những công ty làm nhà hàng, làm này, làm chợ, làm tiệm này, tiệm kia thì Lộc thấy rất là nhiều, nhưng mà Lộc không có thấy được cái những cái công ty lớn, những cái hãng điện tử đó, nó không phải như San Jose đó, Valley, Silicon Valley của Cali đó. Đây là tiệm đây, vòng vòng đây đó, Thấm thì làm mé bên này ha, Thấm làm ở đây nè đó. Thì ở đây là cái chợ đó, đây là cái chợ, chợ ở đây cũng là đồ tươi lắm, đồ đây cũng là rẻ, rất là rẻ luôn. Đây Lộc thì giao đồ thẳng trước mặt á, thì giao đồ trong cái khu chung cư bên trước mặt á, Lộc đi chạy vào đó. Thì đây thì Lộc chạy ngang cái đường này, lấy đồ ăn thì Lộc chạy ngang đường này luôn đó. Thì sẵn đây quay rồi, nó đồ đạc ta để vậy đó, không sợ mắc mua, không sợ gì chứ á, cả bữa đồ để vậy đó, bắp cải cả bây đó để vậy đó, khóm đâu sợ mắc, không sợ mắc, ở đây không sợ mắc, không sợ người ta ăn cắp trộm cắp đồ đạc để tùm lum á, nhiều cái này là ít rồi đó, vậy là nhiều, nhưng mà chứ trong cửa để ngay trước cửa luôn, không có gì hết trơn á, không ai dạ, không ai đụng tới luôn á. Những cây Noel đó, sắp sửa tới mùa lễ rồi, cây Noel ta bán cũng mắc tiền lắm nha, 70-80 cây á, chứ không có rẻ đâu. Củi đó, củi có sẵn đó, chung cư trước mặt là Lộc sẽ đi vào đó, Lộc sẽ đi vào hàng trong đó đó nha. Và đây là cái chung cư trong này để mình đi giao hàng đó. Coi mình đi ngõ nào vô, đi ngõ này vô đây đó, đây là những cái chung cư ở bên đây. Từ đó chạy qua đây chút xíu có mấy đồng món đồ, có mấy đồng chạy chút xíu vậy thôi đó. Đây nó tại vì đó đá nó trả tiền thấp lắm, nhưng mà nó tiếp thì nó ngang cũng bằng gần bằng tiền người đó đá nó trả mình ha. Bây giờ mình chạy vào đây, chạy cái cổng này nó hư rồi sao này, nó mở luôn rồi đó. Mình vào chung cư rồi, để coi mình đi kiếm số nhà máy nha. Đó thì để tiếp tục chương trình. Đó, giờ mình đi qua bên cái chợ CVS kế bên đó, mình để đi rồi xong mình chạy qua bên Papa John là phải tìm pizza. Mình đi hai chỗ, thì hai chỗ này thì trong vòng 6 mai, mình đi hai chỗ trong vòng 6 mai nó trả cho mình 13 đồng 75 xu đó. Rồi mình đi thì một ngày vậy chúng mình lọc lại lọc kiếm đó. Thì đỡ như là tối thì thích thì cỡ chung giá thấp nhất là cũng phải ngang 120 đó, bên đây 120 cho tới 150, 170 tùy theo bữa đó, có bữa 200 cũng tùy theo, nhưng mà trung bình của Lộc là phải cho 120 cho đến 150 là mỗi ngày thì Lộc mới ra về, còn mấy là Lộc cứ đi chưa tới mức đó, Lộc cứ đi miết đó, nhiều khi về đi đủ số rồi rồi Lộc mới về sớm, nhiều khi về trước 1-2 tiếng vậy đó. Giờ Lộc chạy đi rồi, chạy trong đường lằng vàng luôn, giờ tay mình vừa quẹo qua quẹo trái ngay chỗ chiếc xe màu trắng á, trước mặt mình á, cái tiệm CVS ở trước mặt mình đó, mình vào đây tại vì ra vô trong này thì còn vậy thôi. Thì cuộc sống ở đây Lộc làm vậy rất là thoải mái, không có bị áp lực, không có bị cái gì. Lộc đi với lại thứ hai phần nữa cũng có cái điểm lợi cho Lộc là Lộc ở một cái tiểu bang xa lánh hết tất cả bạn bè, xa lánh hết tất cả đường đi nước cũ lối cũ, cũng như là con suối ví dụ như vậy, quen tránh xa hết những cái chỗ đó, tránh xa hết những cái thứ đó, cho nên cuộc sống của Lộc nó thấy rất là bình thản, không có đòi hỏi, không có gì, không có dưỡng bận, cho nên rất là tốt cho những người như Lộc, những anh chị em vô gia cư hay những người nào mới tập tành làm hòa nhập vào cái xã hội, thì những cái chỗ đi nơi xa như vậy thì rất là tốt cho những người đó. Thứ hai nữa là mình đi ngoài đường nè,
những chỗ thôi, những chỗ cũ, đường cũ, lối cũ này kia, bạn bè cũ, thì mình dễ gặp những người như vậy, cho nên mình khó mà sống bình thản trong trong cái tâm của mình lắm. Cho nên đi đây không có gặp những người anh chị em vô gia cư của người Việt của mình, những gặp bạn bè cũ như vậy đó, kiểu lại là người đồng hương, người Việt của mình đó, thì nó không có bị xôn xáo trong cái tâm của mình, không bị xáo trộn, không bị xáo động, rung động. Bởi khi mà gặp lại những cái cảnh như vậy, mình không bị rung động, tâm mình không có bị rung động, cho nên mình rất là yên vui luôn á, thoải mái, không có làm chuyện gì suy nghĩ bậy bạ, không gặp, cho nên không có gặp những anh chị em vô gia cư, cho nên tâm mình không có bị rung động, cho nên mình khi mà muốn vượt qua những cái gì đó rất là dễ dàng, cho nên đi DoorDash, đi đâu gặp những anh chị em vô gia cư mà người nước ngoài đó thì mình không có để ý lắm, không có ấy. Nhưng mà khi mà ở chung với nhau người Việt của mình á, thì nó có một cái tình cảm khó nói, một cái sự liên kết với nhau cũng khó nói lắm, cho nên tại vì mình là người Việt với nhau cho nên có sự đoàn kết, nó khác biệt, có từ tình thương, mến thương nó đối với những anh chị em như vậy đó, bất cứ người nào ha. Để Lộc đi vào trong bên trong cái tiệm CVS lấy đồ. Đó, tiệm này Lộc vô Lộc lấy đồ nhé. Lộc đi vào đây. Vào đây lấy một hai món đồ rồi bắt đầu đi chạy qua Papa John. Lấy thêm pick up pizza rồi mình đi. Đó thì giờ đã đi xong thì Lộc chạy vào. Lộc lấy cái hộp thuốc này thôi. Đó, thì xong. Thì bây giờ đi tiếp tục đi qua chỗ khác. Mình lấy thì lúc nào mình cũng phải có cái tấm đồ ship rồi này. Phải có tấm receipt đó, giờ phải có tấm receipt cái này để đi giao lại cho khách hàng. Bây giờ mình chạy qua Papa John để mình lấy cái pizza. Cái lập người cũng là một chủ luôn, đi giao lại cho một khách hàng. Mình chạy qua bên đây, mình giao tay rồi. Bên đây thì hiện tại thì nó cũng dưới 60 độ. Hơi nó bữa nay trời hơi ẩm một chút xíu, nhưng mấy bữa trước trời mưa này kia nó xuống, nhiệt độ nó xuống có 4 dưới 50, cho nên hơi lạnh, bữa nay là hơi ẩm rồi đó. Nhưng mà ngồi trong xe thì dù gì nó cũng ấm hơn ở ngoài đường tại vì dưới 60 độ trời nó cũng lạnh. Đó, cũng không lạnh, nó cũng không giảm đâu, trời gió nó hiu hiu quá nó cũng lạnh. Thì mình ở đây mình quen đường đi rồi. Đó, chỗ nào tiệm nào mình đi đó, quyết biết rồi mình quen đường đi, cho nên nó nói tên ra rồi mình biết cái chỗ nào thì mình chạy thẳng lại chỗ đó luôn. Cho nên nhiều khi mình không cần cái GPS, nhiều khi cái Google GPS không phải là chỉ Google mà DoorDash GPS của nó đó, nó dẫn đi hơi sai một chút xíu, đi vòng do tâm mất nó hơi xa nó, cho nên nếu mà chỗ nào mình biết mình đi thẳng lại nó ngay dễ dàng hơn, lẹ hơn. Cho bây giờ mình được tiếp tục đi thì cũng như Lộc đã nói thì đi DoorDash thì chưa phải có cái thẻ này mình mới làm nhiều tiền hơn. Cái thẻ này là của DoorDash luôn nha, cái thẻ đỏ này thì nó đưa cho mình để mình, cái này là cái thẻ tín dụng đó của DoorDash, nó gửi cho mình không có xài được nha, chỉ là khi nào mình đi vào chợ mình mua đồ cho nó đó thì mình dùng cái này đó, mình trả qua cho nó. Còn cái thẻ này là của mình, cái thẻ này là thẻ nhà băng của mình, cũng là DoorDash luôn đó. Thẻ này cũng là thẻ của mình luôn, DoorDash luôn đó. Mình làm bao nhiêu tiền thì nó cỡ thẳng vào trong này luôn, để mình xài cũng như là một cái thẻ tín dụng, một cái Visa, credit card vậy đó, cái ATM vậy đó, cái debit card đó mình xài, tiền của mình xài là mình làm bao nhiêu nó gỡ thẳng vào trong đó luôn, hoặc là nó gỡ thẳng vào rồi sau đó rồi, hoặc là tùy theo mình chuyển qua nhà băng của mình, cái nhà băng riêng của mình trả bill trả này trả kia cũng được, hay là tự trong đó nó trả luôn, nó gài vô nó trả luôn cũng được, không sao hết. Phải có hai thứ đó là công việc mình làm mới cho suôn sẻ, tiền bạc đã vô thẳng nhặt cao của mình luôn, mình khỏi lo. Rồi xong mình để dành tầng mình làm, có tầng mình làm 700-800 ngàn hơn trung bình thì một tầng Lộc làm là trên 700, cái tầng làm hơn ngàn, cái tầng làm 800, tùy theo Lộc làm nhiều làm ít. Cũng như mấy ngày lễ nè, ngày lễ sắp tới thì Lộc sẽ đi qua ba, cho nên không có làm tiền đó, cho nên không có tiền. Đơn giản vậy thôi, không làm không có tiền ăn vậy thôi đó. Không làm thì nhịn đói. Nhưng mà cái này có lợi cho Lộc,
làm DoorDash này rất là lợi, là free bất cứ nơi nào trên nước Mỹ, 52 tiểu bang đều làm được DoorDash cả. Giờ Lộc, ví dụ giờ Lộc đi chơi, Lộc đi qua ba, thì đi qua ba chơi xong xuôi rồi có thời gian chạy đó, chạy thử coi như đó nó trả tiền bao nhiêu, có bằng giá ở bên này không. Lộc đi mọi tiểu bang vậy đó, Lộc đi đâu chơi đó, Lộc có điều có đi làm DoorDash thì để kiếm phụ tiền xăng, lên đơn giản nhiều, đi làm vừa đi chơi khỏi tốn tiền xăng, tiền ăn tiền uống khỏi đỡ, đã tốn chút xíu thì chủ mình có cái thu nhập và nó đỡ cái lúc mà mình đi chơi đi đây đó đó. Cho nên giờ vừa có phim để quay, vừa có thêm mở mang kiến thức, học hỏi thêm mỗi nơi mỗi chỗ mình đi, mở mang kiến thức của mình ra, chứ không phải là mình ở dưới những con suối hay là những cái gần những chỗ đó mà bao bọc hoài chỗ nó không có tốt. Cho nên cũng thay đổi không khí dưới mới làm thay đổi không khí đó nha. Rồi để tiếp tục chương trình, bây giờ mình đã sắp tới chỗ Papa John rồi. Giờ mình tới chỗ này Papa John đó, chỗ lấy pizza. Mình ghé vào đây. Rồi mình đi vào đây mình lấy pizza nha. Còn ở đây là khu downtown của thành phố Lake Charles. Thì downtown ở đây nó cũng buồn lắm, không có gì đặc biệt. Ngày thường, ngày lễ, chỉ có những ngày lễ thì nó đông vui một chút. Còn những ngày thường thì thấy nó vắng vẻ lắm. Nó tại vì dân cư ở đây rất là, dân số ở đây rất là ít. Có hơn 80.000 người thôi dân số ở đây, ở trong cái thành phố này. Cho nên ngày thường thì thấy nó vắng vẻ lắm, mà cuối tuần cũng vậy, cự khi nhờ những ngày lễ á, thì người ta xuống đào thao, có này có kia, có tổ chức, thường thường hay tổ chức băng nhạc này kia chơi cho mấy người mà bị bệnh tự kỷ này kia đó, hay là những người nhà thương hay nhà những gì tổ chức ra trời trời vậy thôi, chứ bình thường thì ít lắm đó. Cũng như là đó, thấy đó ngoài đường là không có ai hết, sáng giờ đi giờ ít có người nào ra đường lắm, dân ở đây sống đó đi làm rồi về nhà, chơi cuối tuần đi ăn uống, đi ra qua quán bar ngồi nhậu một vài chai bia, ăn uống tâm sự chung với gia đình, vậy là coi như là đã qua ngày. Cuộc sống ở đây rất là đơn giản, tên nghĩa thành phố ở đây, ngay trong trung tâm đào thao ở đây, trọng điểm của thành phố ở đây. Đó, cũng là cũng cũ kỹ lắm, không có mới mẻ gì, không có, nhưng mà có cái đường lộn rất là sạch sẽ, dân đây rất là lịch sự. Cho nên mình đi thì những cái building này rất là cũ kỹ, bị bão, nhiều khi người ta có những cái building người ta bỏ trống, bị bão đó người ta bỏ trống. Ở đây là cái đường phố thành phố mình đi, cuộc sống mình đi giao hàng, mình chạy đến đây thì từ đây cách nhà Lộc cũng khoảng 7 mai. Đó, mình đi lên tới đây đó. Ở đây thì bờ hồ á, thì mé bên tay trái của Lộc, bên bờ hồ đó thì Lộc đi ra đây giao hàng lên tới đây, ở trong cái trung tâm thành phố đây đó. Thì lên trên khúc trên này còn càng vắng vẻ hơn nữa, lên khúc trên này còn trống hơn nữa. Right onto Belden Street. Những cái building này là cũ kỹ rồi, bị bão người ta không thèm sửa sang, người ta bỏ trống luôn, nhiều khi người ta bỏ trống luôn á, cho nên chỉ có như vậy đường phố một chút xíu chỗ bây giờ Lộc đi đi ra ngoài highway, đi ra highway, đi ra đường highway lớn, đường lộ lớn, đại lộ nha, giờ đi ra đại lộ ạ. Use the left lane to take the I-10 East ramp, then merge onto I-10 East. Em đi ra đại lộ qua bên kia, chú vừa qua bên anh đường bên kia một chút xíu là đi giao đầu bên đó. Đó, ra cái đại lộ rồi. Rồi thì để coi có tiếp mục gì để mình làm tiếp tục nha. Đó. Đó, thì đi tới đây thì là video đồ ăn đi tới đây. Đó thì ở đây là cái chỗ mà người ta đậu xe RV, không có loại xe RV xe bus. Nó lại bên đây có cái hồ, bờ hồ rồi này kia. Thì đó, toàn là đậu RV thôi, cho người ta đậu mướn đất ra đậu đó, thì có điện có đồ, có cống cống người kia xả giống như cái movie home vậy đó. Đó thì đầu đi vào tới trong này thì quăng quăng vắng lắm,
biết có gì chơi không, nhưng mà thấy vắng vẻ lắm. Ở trong đây ta đậu trong này cả Avi. Để coi có gì đặc biệt thì không thấy gì đặc biệt. Turn left, then turn right. Ở đây người ta sống về cái mobile home rất là nhiều. Mobile home loại RV này rất là nhiều. Tại vì ở đây mưa bão đó, có mưa bão rất là nhiều, cho nên mới có hiện, mới người ta mới sống bằng RV, có gì xách xe chạy thôi. Bão tới thì cũng tiện, bão tới thì người ta lên RV, người ta bỏ đồ lên RV, ta cuốn gối, người ta chạy đi du lịch đâu đó rồi qua cái cơn bão thì người ta dầm về. Lập đi vào tới trong này còn là những người đã mua RV đậu đây, mới cũ gì cũng có đầy đủ hết. Không biết không biết giàu có như thế nào, giàu nghèo như thế nào không biết, nhưng mà cứ head north then turn right, làm riết luôn. Turn right then turn left, turn right then turn right. Đi vào tới trong này không biết chỗ mình giao đồ tới đâu, nhưng mà phải tắt cái app trước, tắt cái này trước thì mình mới kiếm được nha. Đó thì để rồi tiếp tục chương trình. Đó thì trong đây là toàn đậu những chiếc RV thôi, không có đậu gì khác. Đó, thì người ta di cư rồi di tản ở như vậy đó, ở thành phố này rất là nhiều hiện tượng này xảy ra, ở RV ở nhóm vậy đó, rồi dọn đi nơi này nơi khác, mướn đất chạy tới đâu mướn đó, mướn đất không có bao nhiêu, một hay ba trăm gì đó tùy theo, rồi ngủ đi tới đâu ngủ tới đó, rất là tiện luôn. Với những lời xe RV này thì người ta có xe rất bự á, người ta kéo kéo đi ha, người ta đóng đô tại chỗ luôn, mướn đất không có bao nhiêu tháng. Thì cũng như mọi chiếc mobile home của mình ở tư bang này, mình mua mobile home rồi mình không, nếu mình không có đất mình kéo về đậu thì mình mướn đất ở đây chỉ có 300 thôi, 300 tháng thôi. Rồi mình đi ra ngoài rồi đấy nha. Rồi rồi mình chạy ra ngoài bây giờ xong một chuyến đi rồi để tiếp tục chương trình. Thì đi là tới thui rồi, bây giờ trời sắp tối rồi, bữa nay giờ là 6:18:19 rồi. Thì bây giờ Lộc cũng làm đã đủ số tiền dự định của Lộc đã nêu ra, thì làm ra đủ số thôi, mình về sớm thì cũng còn sớm đâu khoảng 40 phút, thì đúng là về đúng giờ thấm về mình mới về. Thì thôi giờ mình về sớm đủ số rồi, mình về đứa bé anh thì về cho nó ăn uống, mình nấu cơm rửa quét dọn nhà quét rửa chén luôn này kia, làm việc nhà chút xíu rồi trước khi thấm về. Thì ai cũng làm mệt mỏi thì mình chia sẻ với nhau mà sống cuộc sống của mình cho nó vui vẻ thôi. Thì Lộc xin tạm ngừng cái clip này tại đây, và cùng cầu xin kính chúc cho tất cả mọi người, chú anh chị mình một ngày bình an vui vẻ hạnh phúc nhé. Thôi thì Lộc xin chào và nhớ chia sẻ và bình luận nhé. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye.